thì cái việc đầu tiên á, giờ mình đầu tiên mình học lái á, thì mình phải nắm bắt được những một cái cơ bản trước. Thì đầu tiên á là cái cách mà mình lựa chọn cái tư thế lái ngồi thích hợp. Tư thế lái thích hợp đối với chiếc xe này á, xe đối với xe số sàn á, mình sẽ lựa chọn tư thế như sau. Chân trái của mình á đạp bằng con, dùng 1/3 mũi chân ha, mình đạp cái bằng con vô, đạp sát vô. Và gót phải chịu được chiếc sàn. Như thế này á, là cái chân của mình là nó bị sao? Nó bị xa quá rồi đúng không? Nói gì là mình không có điểm tựa. Đó, mình phải nâng cái ghế lên, mình phải cho cái ghế lên chút xíu, sát lên chút xíu. Thì cái cách chỉnh những cái ghế cơ là như thế này nè. Tay trái gòn giữa hai chân mình. Ha. Kéo cái thanh chốt hãm lên. Tay phải cầm bộ lăng đúng ngược lên. Đó. Đó, khi mình đạp con, mình dùng 1/3 cái bàn chân mình ha, mũi bàn chân mình đạp con. Gót chịu với sàn. Đầu gối còn phải còn độ trùng. Ha, như vậy mới là thích hợp. Rồi còn cái tay của mình á, thì mình sẽ điều chỉnh theo cái tựa ghế này. Ha, điều chỉnh theo tựa ghế này. Thì điều chỉnh như thế nào? Điều chỉnh như thế nào? Thì khi mình ngồi lên ghế, mình phải điều chỉnh sau đó cho cái cổ tay của mình. Khi mình giơ thẳng lên được đặt đỉnh vô lăng và lưng cái tựa được vô ghế. Lấy ví dụ như thế này á, là bị xa rồi, đúng không? Là mình phải ướm lên, ướm cái tựa ghế lên. Đó, mình phải điều chỉnh làm sao cho nó thoải mái. Đó, như thế này là tí lái đúng. Rồi còn cái phần đầu của mình thì mình phải có cái tựa đầu rất là quan trọng nha. Mình phải đầu mình khi mình mở ra, khi mình mở đầu mình ra về sau thì phải tựa được lên cái tựa ghế này. Tại để coi khi mà ví dụ có lực sao nó tác động lên thì mình sẽ cái đầu mình sẽ ấy vô ha. Mình sẽ có cái chịu lại. Nếu mà mình để xa quá hoặc là để thấp quá thì có thể là sẽ gây chấn thương cổ. Nó như vậy thấp quá thì mình sẽ kéo nó lên. Đó, như thế này là một tư thế là hợp lý. Đó, như thế này là thế đi. Rồi còn tất cả các chức năng trên xe là mình cũng phải biết một chút xíu. Đầu tiên là mình sẽ biết những cái công dụng của những thiết bị cơ bản trên xe. Thì hầu như nó là quy chuẩn chung của toàn thế giới, hầu như xe nào nó cũng sẽ như thế. Thì đầu tiên cái cần bên đây là cần gì? Nó điều khiển tất cả các loại đèn. Ha, thí dụ khi mình là gặp về hướng bên trái hay bên trái thì nó sẽ là xi nhan trái, bình thường là tắt. Đánh về hướng phải là xi nhan phải tắt. À, rồi có một nút vặn ở ngoài nè, ta vặn một nắp lên là sẽ hai cái đèn sương mù và hai đèn cản nó sẽ cháy. Là để mình đi vào buổi chiều trời mưa râm râm hoặc là đèn có sương mù, trời có sương mù. Khi mình vặn thêm một nắp nữa là cụm đèn lớn của mình. Ha. Khi mình đẩy cần này về phía trước là đèn chiếu xa. Ha, đèn chiếu xa để mình đi vào ban đêm, đi vào cao tốc, đi ngoài khu vực đông dân cư. Còn trong khu vực đông dân cư mình phải đi đèn chiếu gần. Rồi, lâu lâu mình ra đường á, mình tối lâu lâu mình thấy là xe ngược chiều lại, có nhiều xe nó nhá 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 đèn vô mình á. Để làm bằng cách nào? Cái đó là đèn bắt xin á, thì nó sẽ bóp ngược vô lăng vô. Bóp ngược vô lăng. Nhấp. À đúng rồi, nhấp như thế này. Thì do cái vô lăng, do cái cần chỉnh đèn ở đây ha, người ta đã thiết kế đây thì như thế, thì cái tay của mình đặt cái vô lăng đặt như thế nào là hợp lý nhất. Thì bây giờ á, cái vô lăng mình chia ra là 12 múi giờ ha, thì cái tay trái của mình đặt từ 9:30 tới 10:30, tức là đặt từ khoảng này. Mục đích đặt từ khoảng này để làm gì? Để khi mình thọt những cái ngón tay mình ra, mình sẽ tắt mở rất là linh hoạt ha. Rồi, cái tay phải thì cầm sẽ đối diện tay phải. Đối diện này. Ha. Mục đích là gì cũng để là làm cái này ha. Đó, rồi thì cái cần ở đây sẽ là cần gì? Thật sự đây là chỉ là cái cần giọt mưa thôi. Khi mình bóp vô giống như nhá đèn á, thì nước của tiếng nó sẽ lên. Rồi khi mưa thì cũng có nhiều cấp độ mưa, thì mình sẽ chỉnh tùy theo cấp độ. Ví dụ chỉnh xuống một mắt là mưa râm râm. Lâu lâu nó quạt cái cường độ, cái tần suất nó ít ha. Rồi mưa lớn thì mình gạt thêm một lần nữa, mưa càng lớn mình gạt nhiều lần ha. Rồi tương tự ở đây nó có một sẽ có một cái nút mình dặn ngược lên, nó thì là cái quạt nước ở phía sau mình ha. Rồi mình dặn thêm một lần nữa là nó sẽ có nước ha, nước lửa chiến sẽ xảy ra ha, những cái cơ bản mình thành lập. Rồi hoặc là thí dụ bây giờ mình đang chạy không mưa không gì hết, nhưng mà tất cả cái nguyên lý này tất cả các xe đều như nhau hết,
hầu như là tương đối giống nhau hết. Đó là quy luật chung. Thì yêu cầu bây giờ thí dụ như mình có cái hướng gạt ngược lên, tức là mình gạt ngược lên, mình giữ bao lâu thì sẽ cần gạt, mình sẽ là nó gạt theo như đó. Thì buông ra nó sẽ hết. Tức là những cái cục bọ chịu lâu có nước nó rớt lên thì mình gạt nó để bắt đầu. Rồi hai cái đó là hai cái cơ bản. Rồi còn cái bộ phận này, đây là cái bộ phận máy lạnh của chúng ta nè, bộ phận máy lạnh này. Mình cũng phải biết sơ sơ, khi chúng ta bấm AC đèn trái thôi nè, thì lúc này mới sẽ là có máy lạnh. Còn khi chúng ta tắt thì chỉ là quạt gió thôi, nó không có máy lạnh. AC với tắt của chữ E không xích nào. Rồi còn đây là cái cấp độ, chỉnh cấp độ lớn nhỏ. Rồi đây là chỉnh cái hướng gió đi ra. Cái này rất là quan trọng nha, cái này rất là quan trọng. Bây giờ là hướng gió là đang là hướng gió thổi thẳng vô người mình nè. Khi mình mở hướng này thì là vừa thổi thẳng vô người mình ha, vừa thổi dưới chân. Rồi ở đây thì chỉ thổi dưới chân, không thổi thẳng ở đây. Còn ở đây là vừa thổi thân, vừa thổi xuống chân, mà vừa là sưởi khiến. Biểu tượng này là biểu tượng sưởi khiến. Rồi tiếp tục ha, cái này là dùng để cho sưởi khiến. Rồi còn đây á, là cái dàn lạnh và dàn nóng ha. Khi mở đây tức là đang mở dàn lạnh. Còn khi mình lấy ngược qua đây tức là mình mở cái dàn nóng lên ha. Khi mở đây thì gió nó sẽ lấy hơi nóng từ máy thổi lên, hành ra hơi thử nóng lên. Để mình đi giống như mình đi trên lạnh đó phải không? À, đi trên lạnh. Đúng rồi. Rồi còn ở đây là cái cách lấy gió, cách lấy gió. Thí dụ như khi mình gạt cái cần này qua biểu tượng này là gió sẽ hoàn lưu trong xe. Rồi khi gạt qua đây thì mình sẽ lấy gió ở ngoài, có nghĩa là ở ngoài sẽ lấy gió ngoài vô. Mà Việt Nam mình đi hơi ô nhiễm nên đa số là cái này lấy gió ngoài, thì ở ngoài có mùi gì trong có mùi đó. Rồi nút tam hai tam nhất lòng mình vô đây nè, hai tam nhất lòng này. Cái nút này ngày thi mình sẽ có sử dụng đây. Đây là cái nút đó, thì mình bấm vô là hai cái đèn hai bên nó chốt. Xem đã có sự cố thì báo tiên, hoặc là theo mình đang muốn phát triển bệnh gì đó thì mình cũng báo tiên lên, nhưng mà không có lạm dụng lúc này nha. Lúc này đa số một số người lại lạm dụng là cứ đi vô dòng xuyến lại mở cái này, rồi đi qua đèn xanh đèn đỏ, rồi qua ngã tư là mở này, cái này mình không có thể lạm dụng được. Rồi tiếp tục thì bây giờ á mình sẽ biết cái cách mở đóng cửa như thế nào là đúng. Ví dụ khi cái mình lái xe con mà mình đóng cửa, nhiều người lên đóng cửa rất là mạnh, gây rất là phiền cho người trong xe. Còn nhiều người đóng cửa thì lại rất là sợ đóng cửa rất là nhẹ. Ha, rồi nó mới nhẹ thì nó sẽ không bám vô thì nó sẽ gây mất an toàn. Còn máy nó sẽ báo, Thì cái cách đóng cửa là cho nó chuẩn là như thế này. Từ ở ngoài mình không dùng lực, mình chỉ dìu nó vô thôi, dìu cái cửa vô. Khi còn một gang cuối bắt đầu mình dùng lực, nè, dìu nhẹ vô. Khi còn gang cuối bắt đầu dùng lực, thì cái cửa đóng chặt và nó không có lực tác động vô trong xe. À, việc này rất là quan trọng. Rồi còn việc thắt xích bèo ha, thì đầu tiên nè, cái tay phải chúng ta sẽ làm thành một cái càng cua nè ha, làm một cái càng cua cầm như thế này, ngón tay cái vuốt ngược lên đầu, bốn ngón tay này chụp để kéo ngược cái dây ra. Rồi ha, việc đó rất là nó mình phải đi học rồi mình phải biết cái này. Rồi làm lại đang làm nữa ha. Ví dụ giờ cái dây nó xa quá thì mình lấy cái tay này đúng không, mình chèn cái tay này, tay này sẽ làm một cái càng cua này, đúng rồi, tay này càng vuốt ngược lên nó cũng bắt đầu xuống. Lưu ý là xích beo là mình kéo đều và nhẹ, lực nhẹ. Ví dụ mình kéo lực mạnh nó sẽ phá lại, giống như đoạn dây có đang có cái này ha. Rồi còn cái cách đánh lái của vô lăng, đầu tiên mình sẽ học cách đánh lái nguội trước. Thì do ở đây là mình không có, đúng ra là mình sẽ vô trường mình sẽ nâng hai cái bánh trước lên và mình sẽ đánh lái nguội, nhưng mà do ở đây không có thì mình sẽ tập như thế này, mình cũng dẫn đánh lái ở chỗ luôn. Thì cái cách đánh lái sẽ như thế nào, thì nó có rất nhiều cách đánh lái ha. Có nghĩa là ở nước ngoài nó hay dùng cách đánh lái là đẩy và kéo. Có nghĩa là như thế này, tay này đẩy lên, tay này kéo xuống, rồi tay này đẩy lên tiếp tục đó. Cách đánh lái này thì nó không có được linh hoạt, tại vì đoạn đường ở Việt Nam nó được rất là nhỏ, đánh rất nhiều lái, nhưng mà cái này thì nó hơi chậm. Rồi có một cách đánh lái khác là mà
mà cho em hỏi, hầu như mình đánh lái xong cái mình muốn nó chở thẳng là mình thả ra, hầu như nó chở lại hay là chính xác thì nó sẽ trả lại, nhưng mà mình không tin tưởng vào nó được. Mình phải nghĩ như thế này, trợ lực lái là nó chỉ trợ lực cho ta lái nó nhẹ đi, chứ mình đừng có tin tưởng là nó sẽ trả hết. Và mình buông ta lái cho nó trả, cái chuyện đó là chuyện một sai lầm. Tại vì bây giờ ví dụ cái đường nó không lúc nào cũng không phải bằng thẳng cả. Thí dụ bây giờ mình buông ra cho nó trả, nhưng mình lỡ nó cắn cục đá, nó cán tới cục đá thì nó sẽ lạc là một hướng khác, hoặc là cái đường nó sẽ có một cái khe. Thí dụ những cái đường nó không có phải là bằng thẳng tuyệt đối, nên thí dụ mình cũng phải nương mình trả, chứ mình không có để nó cho nó mình trả. Rồi có một cái cách đánh hai. Rồi em hỏi làm sao mình biết được nó đã cân bằng, là có nghĩa là nó thẳng rồi? À thì tiếp theo là tôi hướng dẫn cái đó luôn nè. Thì một cách đánh thứ hai á, là thấy một số bạn nữ đánh, do số bạn nữ cái tay người ta ngắn nên người ta sẽ đánh như thế này, đánh giống như kiểu mèo cào vậy đó, nhưng mà rất là nhìn thấy rất là hay. Thì cái tay này người ta nắm, do người ta tay người ta ngắn, người ta nắm sẽ gọn ngắn lại đó, khi tay này kéo xuống tới tay này kéo như thế này đó. Còn mấy người nữ thì người ta thường đánh chỗ này ha. Rồi thì trả thì người ta cũng trả ngược lại chỗ này đó. Nhưng mà những cái cách này thì hầu như nó không có phải là tối ưu. Nếu so với đường Việt Nam á, cái cách tối ưu nhất của những tài xế Việt Nam á là người ta sẽ xe một tay. Khi mà mình lái kinh mình sẽ xe một tay, nhưng mà cái phần này là khi đã mình đã rành rồi thì mình dùng chiêu này. Còn không á thì bây giờ mình dùng một cái chiêu đơn giản hơn nhiều ha. Rồi hồi nãy anh hỏi á, là làm sao mà mình biết được là mình ngồi xe, làm sao biết được bánh mình thẳng hay không, đúng không? Thì bây giờ vậy nè, đối với những chiếc xe 4 chỗ á, đa số là vô lăng sẽ đánh được mỗi bên 1,5 lần ha. Có nghĩa là khi mình đang nằm ở vị trí chính giữa, vị trí thẳng lái của vô lăng thì mỗi bên đánh được khoảng 1,5 lần. Còn xe 7 chỗ mỗi bên đánh được khoảng 2 vòng. Nên thí dụ như trong quá trình mình ngồi trong xe và mình không biết, anh không biết cái bánh xe nằm đâu, thì anh cứ đánh chết hay đánh chết gì một bên nào đó, anh trả 2 vòng lái. Em lấy ví dụ bây giờ em đánh chết thì bên trái, đúng không? À, là hai em trả hai vòng lái nè, một vòng, hai vào đó. Như vậy thì cái anh thấy không, bánh xe nó đã thẳng, đúng không? Thì thường thường á là tất cả các hãng nó sẽ như một thiết kế vô lăng như thế này, biểu tượng hãng nằm ở trên ha, cái biểu tượng cái kèn nằm ở dưới ha, biểu tượng nằm ngang như thế này ha. Rồi thì bây giờ cái cách đánh lái, mà cách đánh lái bắt chéo tay của người Việt mình á, là cái cách đó là một cái cách khá lý tưởng. Đầu tiên mình học mình nên bắt theo cái đó. Thì cách đánh lái đó sẽ như thế này, thì hai tay ha, tay này cầm vị trí 9,5 tới 10,5 nè, tay này cầm vị trí đối diện nè. Khi anh đánh lái về bên trái thì tay trái anh kéo, tay phải anh đẩy lên. Khi hết hành trình thì anh buông cái tay trái ra, tay phải vẫn tiếp tục làm. Rồi tay lái nắm kéo tiếp, tay phải vuốt phụ lên tiếp, thấy không? Đúng không? Còn ngược lại bên phải thì sao? Tay phải kéo xuống nè, tay kéo, tay đẩy lên. Khi hết hành trình tay phải thì tay phải buông ra, tay trái vẫn tiếp tục đẩy. Có nghĩa là mình làm sao cho vô lăng nó quay liên tục mà nó không ngừng, là một cái cách chính xác ha. Hiểu. Rồi bây giờ anh lên mình sẽ làm thử đi ha, làm thử những cái động tác hồi nãy giờ anh làm thử. Nói đầu tiên là mình lên mình chỉnh cái vị trí lái cho thích hợp trước. Rồi chia sẻ thêm với anh đó là xe này, xe Innova này nó có trang bị thêm cái phần này. Có nghĩa là khi mình nhả xuống thì xe ghế nó sẽ thấp xuống, và mình dặn lên thì ghế nó sẽ cao lên. À, cái nghĩa là nó nâng được cái hướng ghế. Có nghĩa là mà nếu mà đúng á, đạp á, là cái này nó phải như thế, như mình vậy là... Như vậy là chưa đúng. Chưa đúng. Cái đầu gối anh đã mất cái độ trùng rồi, anh phải còn cái độ trùng. À. Anh phải cho lên chút xíu nào. Đó, như thế cũng là khá rồi đó. Rồi và tay anh đo tay đi, đo tay nữa. Vì nó hơi xa đúng không? Nó hơi dối dối rồi đúng không? À, nó hơi dối dối rồi. Mình nên cho một lên mặt nhỏ. Đó, như vậy là hợp lý ha. Như vậy là hợp lý. Chứ nếu để mình để xa cái lưng mình quá thì mình lái một đoạn đường dài 4-5 tiếng, mình 3-4 tiếng một hồ đó mình sẽ bị đau lưng ngang. Rồi còn cái nguyên tắc mà đạp côn á thì cũng là một cái mũi này. Đúng rồi, các bạn chân mình chia ra 3 đoạn. Bên này á là cái chỗ này là bây giờ nó cũng là như thế này, nhưng mà trước mắt á là em chưa hướng dẫn anh cái đó. Ha, một chút mình sẽ đánh số xong rồi bắt đầu mình mới chạy được cái xe này.
Nên bây giờ những cái cơ bản mình sẽ làm trước những cái cơ bản đi. Rồi. Đây. Đang qua. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục. Và tiếp tục, đúng rồi. Tiếp tục đến cho hết lái luôn. Rồi, đánh hết lái, anh thủ về từ thế ban đầu là thủ từ thế thủ 9 rồi. Rồi, anh đánh về bên phải. Đánh hết về phải đi anh, đánh hết luôn. Rồi giờ anh trả hai vòng lái, trả hai vòng. Được hai vòng chứ không anh. À, một vòng, rồi vòng nữa. Đó là ngay vị trí thẳng lái của anh hồi nãy anh hỏi đó. À, rồi giờ anh đánh hết về bên trái có phải hai vòng không? À, lưu ý anh ha. À, cái ngón tay cái anh để lên vô lăng. À, không có bóp vô. Khi anh bóp vô cái lực anh sẽ bị phân tán thành lực bóp. Là khi đó khi mà cái tay mình đã có một cái lực vuông góc rồi lực bóp rồi cái dịch tròn của mình nó sẽ bị hạn chế, nó không có linh hoạt cái tay. Rồi anh đánh hết trái lại đi. Chủ sàn thì mình còn nhiều rất nhiều công đoạn mình mới cho xe khởi hành được. Rồi đánh hết diện trái lại. Nghĩa là khi mình đánh hết trái mà mình quay hết về bên phải thì ta là sẽ bảy chỗ này tới 4 vòng, anh nhớ nè. Tại vì anh thấy nhiều khi mấy tài xế mà vô đường cục á, vô đường hẹp người ta quay đầu lại, người ta đánh lái rất là nhanh đúng không? Đánh nhanh rồi quay trở lại nhanh, đúng không? Rất là nhiều vòng lái. Đó, nên mình bây giờ mình phải làm cho nó linh hoạt lên. Đúng rồi. Còn hơi là sừng sượng một chút, mình sẽ làm cho nó linh hoạt hơn chút xíu. Rồi giờ anh trả thẳng lái nè, hai vòng lái nè, một vòng rồi đó. Rồi vòng nữa. Rồi đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ học tới bộ số ha. Mình sẽ học tới bộ số. Rồi anh tắt máy xe đi anh. Tới là học số ha. Rồi bây giờ mình sẽ thấy, anh thấy biểu đồ số, biểu đồ số đây là cái bản đồ số này. Lên bất kỳ chiếc xe nào mình muốn vô số thì mình phải nhìn lên cái biểu đồ số trên vô lăng, đều có biểu đồ số hết. Rồi thì em vẽ ra đây cho anh dễ thấy nè ha. Rồi bây giờ cần số mình đang nằm ở vị trí N, vị trí ông no đó, vị trí neutral, tiếng Anh đọc là neutral, tắt có chữ N nè. Việt Nam mình hay nói là bông mo vậy đó ha. Thì bây giờ làm sao mà mình biết nó nằm vị trí nào? Thì cái cách phân biệt nè, khi nằm ở vị trí N thì mức độ dao động qua lại của nó rất là lớn, anh thấy không? À, làm thử coi, không lỏng lè đúng không? Mức độ dao động qua phải trái phải rất là lớn. Khi có một số bất kỳ, anh làm thử coi nó cứng không? Cứng. Như vậy lên xe đầu tiên là mình phải kiểm số trước rồi mình mới là nổ máy. À, nổ máy như vậy là chưa phải số 0 rồi đúng không? Rồi đây mới là số 0. Rồi anh nhìn biển đầu số anh thấy nè, khi muốn vô số 1 thì sao? Mình sẽ ép sát về bên trái đẩy thẳng lên. Vừa ép vừa đẩy. Đúng rồi, đó là số 1. Anh phải nhớ là số mình đi theo một góc vuông ha, một góc vuông ha, chứ không có đi xéo nha. À, góc vuông. Rồi có một cái mẹo nhỏ là như thế này. Khi từ số 1 mà anh muốn về số N ha, thì anh chỉ việc kéo tới vị trí này. Kéo tới vị trí này. Tự động. Giống mình tưởng tượng là giống như có một cái lò xo hút mình vô, thật ra nó không có lò xo, nhưng mà lúc nào anh nhìn nè. Lúc nào phải không? Nó cũng muốn hút về chính giữa hết, thấy chưa? Nên bây giờ mình cứ nhớ nè. Khi số 1 muốn về N thì mình chỉ việc có nghĩa là mình nghiêng qua. Có nghĩa là đây là đây là số 0 đúng không? Đúng rồi. Đẩy lên số 1. Đúng bây rồi. Giờ muốn số 0 bình thường là mình kéo xuống này, mình gặt qua đây đúng không? Đúng rồi, mình kéo xuống là số 1, chính, là số 0. Chính xác. Rồi, tương tự số 2 thì sao? Anh ép sát đùi kéo thẳng xuống. Rồi. Rồi anh về lại số 0.
cũng tương tự tới đây, tự động tưởng tượng giống như có lò xo hút vô. Rồi số 3 thì rất là đơn giản, chỉ việc đẩy thân thôi. Rồi đúng rồi. Rồi số 4 kéo thẳng xuống. Kéo xuống. Rồi số 0 về nhẹ. Tương tự số 5 thì sao? Mình cũng ép sát về bên phải ha, và đẩy nó lên. Rồi tương tự số 5 cũng về số 0, mình cũng kéo tới đây tự động, hầu giống như là mình cứ nghĩ là có cái lò xo nó kéo ngược lại. Rồi rồi số ve thì nó sẽ số ve sẽ như thế này, thì anh cũng sẽ ép sát kéo thẳng xuống. Rồi ép sát đi, thì nếu mình rồi bây giờ cái cách cầm cái tay của mình á, mình sẽ cầm như thế này, mình sẽ cầm như thế này. Anh đưa cho em mượn, mở cái cửa ra cho mát, vậy mình tắt máy rồi. Rồi anh sẽ cầm cái tay úp thẳng lên như thế này, khi anh muốn vô số ve ha, anh ngửa cái tay anh tán nó qua, bốn cái tay anh ghì mạnh xuống, bốn cái tay đè là cái đè xuống. Rồi nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nghĩa là mình dùng thế nè, thí dụ như là đang nhìn thẳng nè, khi muốn vô số 1 số 2 không, muốn vô số 1 số 2 thì anh nghiêng cái tay qua, anh ép, anh đẩy lên, anh dùng cái miếng mớ thịt này đẩy nó lên. Hiểu chưa? Rồi còn ngược lại, muốn vô số 5 với số dè thì tán qua. Rồi kéo nó xuống, kéo lên vậy đó. Rồi không về số 0 đàng hoàng. Rồi nói chung tất cả mọi thứ đều phải về số 0 rồi mới vô số khác, đúng không? Chính xác. Ví dụ như bây giờ mình đang ở số 3, kèo xuống đây đẩy qua này luôn á là nó không được. Đúng rồi, phải về số 0. Rồi anh vô số dè thử đi. Rồi đúng rồi, anh nghe số dè, nghe có nghe một cái cốc đúng không? Còn từ thường số khác không nghe nè, ví dụ vô số 3 nó không nghe nè. Báo mà chịu quá. Rồi khi anh vô số gian nghe một cái cốc, anh nghe thử nè. Có nghe không? Nghe không? Có. Ha, nhớ nha. Rồi. Lưu ý như thế này nè. Ở trong số của mình thì có những giống như mình phải nghĩ là giống như có những cái thanh nó chặn lại như thế này. Mình phải vô đúng khe. Có nghĩa là nhiều người kéo qua mới tới đây mà đẩy lên thì đẩy không được. Anh hiểu không? Giống như ở đây hiểu, đó. Hiểu. Rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ thao tác. Ha, mình sẽ thao tác. Nhưng mình nãy giờ mình cảm giác là mình không biết là nó vô dư. Nó vô rồi đó. Tại vì nói chung là thật sự là mình mới nên mình không biết nó vô chưa. Nó có nghĩa là gì nè, cái số á, thật ra số rất là nhẹ. Mình vô bằng một ngón tay mình vô cũng được luôn nè, em vô thử cho anh xem. Rất số rất là nhẹ, một ngón tay cái luôn nè, một ngón tay chỏ luôn nè. Nghĩa là mình vô phải đúng khớp, nó vô rất là nhẹ. Ha. Rồi, ví dụ số 2, số 3 nè, rất là nhẹ nhàng. Ha. Nên số tự động nó sẽ cài vô cho mình thôi. Nghĩa là mình làm mình phải đi cho hết hành trình. Ví dụ từ số 0 mình phải lên số 3 thì mình phải lên cho, dù nó số nhẹ nhưng mà phải lên cho nó hết hành trình. Rồi, người tới giữa là ví dụ như mình nhảy số thì nó có vấn đề gì không, hay là phải buộc là phải theo thứ tự? Rồi cái đó là một câu hỏi hay đó. Thì bây giờ nè, đối xe Honda anh phải lên từng số không? 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng xe hơi thì nó lại khác. Xe hơi nè, từ số 1 anh có thể lên số 3, từ số 5 anh có thể về số 2, từ số 1 có thể vô số ve, từ số ve có thể về số 2. Nghĩa là mình nói chung là do mình thôi, do cái cảm giác cái xe ngẫu nhiên. Đúng rồi, cảm giác cái xe giống mình đang chạy số 5, có tình huống mình thắng thì thí dụ mình thắng hơi thì mình có thể là về số 4, số 3 mình lấy trà đàm đi tiếp. Còn thí dụ mình thắng đứng xe lại thì mình bắt buộc phải về lại số 1. Cái đó là cái cảm nhận của mình, nó là cái hay của tài xế số sàn là như thế. Thì bây giờ đầu tiên mình muốn khởi hành được chiếc xe thì mình phải thuộc bộ số này. Thì bây giờ mình tự cho số trong đầu mình và mình tự đánh số. Rồi anh tự cho một số nào bất kỳ đó rồi anh đánh số đi. Tự cho một là số. Là sao? Anh không hiểu. Ví dụ anh cho anh trong đầu anh cho đang cho số 3 thì đánh à, hiểu. Anh tự cho số anh đánh. Rồi muốn cho số nào đánh. Rồi lưu ý khi đánh tay trái cầm ở vị trí đây. Đây rồi, mắt nhìn về trước ha, mình không nhìn tần số, mình phải tập luyện như thế. Đó. Việc thuộc vào số này cực kỳ quan trọng. Mình ra đường mà thí dụ mình lộn số, đang số 1 mà mình vô lộn số 4 thì rất là nguy hiểm. Ha. Rồi thí dụ như đang số 3, đang số 4 muốn về số 3 mà về lộn vô số 1 thì xe nó sẽ bị khưng lại ha, cũng rất là nguy hiểm. Nên việc hợp số là mình phải làm cho nó nhuyễn. Rồi có một cái lưu ý nha. Bây giờ á, rất nhiều trường hợp xảy ra là số 1 khi vô số 1 khi sang số 2 sẽ lộn vô số 4. Lý do là sao? Lý do đó là mình quên trong đầu á, là lúc nào á, là nó cũng sẽ giống như có một cái lò xo hút về cái số 0 vậy đó ha. Nên khi đang ở vị trí số 1 đúng không, mình chỉ việc để mình tưởng là số 1 kéo thẳng xuống số 2 được không, mình kéo xuống thì vô tình nó đã hút về chính giữa, là mình sẽ kéo sẽ lọt xuống số
số 4 đúng không? Do đó khi số 1 mà muốn vô trực tiếp vô số 2 thì chúng ta phải vừa ép vừa kéo. Làm như thế thì nó không tốt cho hộp số, nhưng mà người mới lái thì nên làm như thế cho nó giãn tiện cái thao tác một chút xíu. Còn những cái người lái rành rồi, người ta sẽ nè, người ta sẽ làm nhanh như thế đó ha. Yeah. Ừ. Còn mình lái mình lúc đầu mình chưa rành, có thể mình chưa có nhịp nhàng được giống như người ta thì mình nên vừa ép vừa kéo xuống ha. Rồi lưu ý, rồi trường hợp như thế thì sao? Rồi như thế thì số 1 là mình đã tránh được tình trạng là lộn số 4. Còn số 2 lên số 3 mình sẽ nhờ, giống như mình nhờ cái lò xo đây, mình sẽ lên số 3 rất là linh hoạt. Số 2 lên số 3 mình không cần dùng lực, mình thả lỏng ra, lỏng thiệt lỏng luôn. Mình đẩy thẳng lên thôi. Khi mình đẩy thẳng lên tự động hút về nè. Rồi mình đẩy thẳng lên nữa là lọt vào số 3. Rồi, anh làm thử kìa. Anh phải thử để thả lỏng cổ tay ra. Rồi, đừng có dùng lực. Đây là đang số 2 đúng đang không? Số 2 rồi anh. Ừ, như vậy đặt cái tay vậy là lại sai nữa nè. À, khi đang số 2 nè, anh muốn lên số 3 nè, anh cứ giật thẳng lên nè. Nó rất là nhẹ nhàng. Hoặc là anh cầm ba cái ngón tay anh gỉ nó lên cũng được nữa. Nó tật là số 2 vô số 3 rất là nhẹ nè, anh nhìn nè. Không, rất là nhẹ, một ngón tay vô cũng được nè. Rồi. À, bây giờ gì nè? Bây giờ đâu anh lên số 1 vô lộn thử số 2, vô số 2 thử coi. À, ép sát kéo thẳng xuống. Không? Nếu mà anh không ép sát anh thấy nó cực lại liền. Ừ. Không? Là do lúc đó là nó đầu lò xo nó hút luôn ngay tí này nè, nó hơi bị cắn ngay chỗ này nè, thấy chưa? Nó mình phải lưu ý cái đó ha. Rồi bây giờ về số 0 đi anh. Rồi bây giờ mình sẽ học khởi động học cái khởi hành một chiếc xe. Rồi bây giờ anh đề máy lên, à dặn chìa khóa lên, mình sẽ đợi máy chết trong 3 giây nè. Thí dụ giờ mình tắt hết chìa khóa nè. Ừ. Đúng không? Mình dặn lên đó, cho đèn chết đi, cho nó chết đèn hết đi. Ừ. À, nó chết engine máy rồi hết đi, cho nó bọn nhớ nó khôi phục lại nè, rồi anh đề lên. Có nghĩa là sáng hết những cái thế này thì bắt đầu là tướng là mới khai hành. Không nè, anh làm lại anh sẽ thấy nè. Ừ. Ví dụ mình tắt hết nè, đúng không? Ừ. Mình tự hoài nè, rút chìa khóa vô nè. Ừ. Đầu tiên mình sẽ nợ là một nấc, ha, là mở một nấc, là mở nấc điện, nấc điện nở thêm nấc. Ừ. Nữa. Rồi anh nhìn vô cái bảng đồng hồ đi. Đúng không? Rồi. Nó chết hết, nó chết mấy cái kia lặn xuống. Ừ. Rồi đó đúng không? Rồi giờ anh sẽ đề máy. Thì cách đề máy nè, anh phải cắt con vô, cắt xác con vô. Đạp này vô. Rồi dặn chìa khóa cùng chiều kim đồng hồ, khi nào máy nổ thì buông tay ra. Rồi buông ra. Rồi mở máy lạnh lên đi. AC. AC. Rồi, đóng cửa lại nè. Lại đóng những cửa này. Rồi, anh bấm mình cho tín kiếm lên, móc lên hết. À, ở trên đúng rồi. Mà trên chỗ tài xế này là 4 nút. Bây giờ anh cho hỏi nút. Bây giờ cái này là điều khiển của cái hai bên này, rồi còn cái hai cái dưới. Không, cái đó là điều khiển một bên đó. 4 cái đó là ứng với 4 cánh cửa. 4 cái bên cánh cửa sổ. Hiểu. Rồi, cái nút này anh thấy không? Nút này nè. Anh bấm xuống thì là các chiếc này nó lóc hết, nó không điều chỉnh được nữa. Mình để có trên xe có trẻ em nó, mình phá nó nên phá đó lại nè, thấy không? Đâu có bấm được. Rồi khi mình tháo nút ra thì sẽ bấm được. Hiểu. Yeah, rồi còn cái lóc này là lóc. Anh bấm đi, bấm lên nó là sẽ lóc khóa cửa lại hết, không cho ai mở được. Không cho con nít nó mở. Rồi bấm đó là mở ra. Unlock nó ra. Hiểu. Rồi giới thiệu với anh, đây là cái thắng tay. Thắng để dùng tay để làm kêu bằng thắng tay, còn thắng dùng chân để làm kêu bằng thắng chân ha. Này biết thắng tay là mục đích là công dụng làm gì? Nó giữ cho chiếc xe mình đứng yên trên dốc, tại vì khi mình tắt máy, mình leo xuống xe mà lũi mình đang đậu lên dốc mà mình không kéo thắng tay thì xe trôi. Rồi cách nhả thì sao? Tay ha, tay cái bóp ở chỗ đẩy thẳng về phía trước hết thành trình. Trường hợp nó bị cứng, bóp cứng quá không được thì mình vừa kéo ngược nó về phía sau. Hiểu. Bóp nó nhẹ lại và đẩy lên phía trước. Còn khi kéo thì mình không dùng không cần bóp để mình nghe cái tiếng rột rẹt, mình ước lượng. Rồi anh thử đây. Rồi đúng rồi, rồi nhả bóp vô. Cái nhả hết luôn. Ví dụ như mình nhả xuống đây chút nó cũng thắng từ từ hay sao? Đúng rồi, nè anh nhìn nè, cái biểu tượng cái chấm than thấy chưa? Anh thấy nói chung vẫn còn nặng đúng không? Đúng nó vẫn còn thắng nhưng mà nó thắng nhẹ hơn đúng không? Nhưng mà làm như vậy thì lâu chạy lâu nó sẽ nóng, nó sẽ nó sẽ bó, nó sẽ hư thẳng. Rồi,
xong ha. Rồi bây giờ nè, ở dưới chân mình á, nó sẽ có ba cái cần. Ở chân mình nó sẽ có ba cái cần. Rồi giờ em mô phỏng lại ra ba cái cần nó như thế này. Đó là những cái đỏ này là ba cái cần, cần bàn đạp dưới nè. Ha, thì bên đây nó sẽ là những con. Ha, con là cái amida đó. Tại vì, này, tại vì lên sẽ hơi mình kêu thành con cho nó cho có một từ thôi, nó xử lý cho nó nhanh một chút. Ha, rồi hai bên đây là chân thắng và chân ga. Ha, rồi thì chân phải của mình sẽ đảm nhiệm thắng và ga. Anh thấy không? Cái gót mình chịu cái sàn, cái gót đây, cái gót thiên về cho bên chân thắng. Rồi mình đảm thắng là sát, nên cũng đảm à, thắng mũi. là sát bên côn. À, thắng là nằm ở giữa đó. Rồi. Rồi anh đi giữ thắng đi, giữ cái thắng đi. Ô, thắng đừng có đạp kiểu đó. Anh thắng là giống như xe Honda, anh thắng là anh thắng luôn chứ làm sao mà thắng mà đạp dục kiểu đó được, đúng không? À. Rồi lấy mũi đạp thẳng thẳng xuống. Rồi. Khi muốn dùng chân ga thì cái gót nè vẫn chịu dưới bên chân thắng này. Ha, cái gót vẫn nằm bên thiên về bên chân thắng, anh thấy không? Ừ. Gót vẫn thiên thắng. Rồi. Mở mũi lên, mở mũi chân lên, đánh chữ V qua thì điểm ga. Rồi anh điểm mỏng ga, ga là điểm, điểm nó khác với đạp nha. Điểm là sao? Đạp là tự trên mình đạp xuống mà là đạp. Còn điểm là từ mình đạp, chạm như đẩy nhẹ nhẹ vậy đâu không? Rồi đúng rồi, điểm thật đấy. Ồ gì là hơi mạnh đó. Tại vì mình mới lên mình chưa có quen, anh làm nhẹ lại. Nhẹ lại. Nhẹ thôi. Đúng rồi đó. Rồi quay về chiến thắng. Làm vài lần cho nó quen. Quay về chiến thắng đi anh. Thắng thì mình đạp. Không, thắng thì đạp được, còn cái gì nói chung á, thắng thì mình có thể là mình đạp được. Để nó đủ nguy hiểm, còn ga thì không bao giờ đạp được, ga phải điểm. Rồi, điểm. Rồi, quay về điểm thắng. Rồi, chuyển qua ga. Mình làm vài lần cho quen ha. Rồi quay về điểm thắng. Rồi chuyển qua ga. Rồi. Rồi được rồi, giờ buông chân phải đi. Còn giờ chân trái của mình thì hồi nãy em đã nói rồi, dùng 1/3 bàn chân ha để mình đạp chân con. Rồi đạp chân con sát vô. Rồi. Đạp rồi. Hết luôn đúng không anh? Ừ, đạp hết luôn. Rồi. Bây giờ á mình phải nhớ hai cái đặc điểm của chân con nè. Khi anh làm bất cứ chuyện gì anh cũng phải làm nó trước. Lên xe như hồi nãy á, anh đề máy anh cũng phải làm đạp con trước nữa. Lý do là sao? Sợ nó còn số hả? Thường tài xế á, thường tài xế về lên xe là phải kiểm tra số. À vô số 0 rồi đúng không? Nhưng mà anh quên đạp con này sẽ chuyện gì xảy ra nè. Lỡ trên xe anh có một cái đứa bé thì đứa bé nó hay thấy máy thấy nó gạt là nó cũng hay chậm chọt nó gạt theo. Mà gạt theo rồi có số anh đề máy lên một cái nó thì rất là nguy hiểm. Nên là mình phải là cắt con đề máy. Rồi khi thắng cũng phải cắt con rồi mới thắng. Khi sang số cũng cắt con rồi mới sang số. Nó nên làm gì cũng cắt con trước. Vì anh nhớ cho em hai đặc điểm là làm gì cũng làm nó trước hết á. Ha. Rồi đặc điểm thứ hai là nhớ cái câu cứ từ từ nè. Ha. Đặc điểm thứ hai là phải nhớ là cứ từ từ. Có nghĩa là sao? Xe mình cả tấn. Xe mình cả tấn luôn. Mình phải dùng mình dụ từ từ cho nó đi chứ nếu bây giờ mình buông mạnh ra quá thì nó sẽ bị tắt máy ngay. Ha. Cắt con thì anh cắt nhanh được nhưng mà nhả con là phải cứ từ từ. Ừ. Thì muốn cứ từ từ thì mình muốn làm sao mà để được cái từ cứ từ từ này. Thì bây giờ mình sẽ thực hành thử nè. Bây giờ con anh cắt sát vô đi. Sát vô. Rồi. Gót về cái sàn. Anh mở rồi. Anh mở cho em 3 nấc này. 3 nấc là sao? Thì nở từng nấc á, 1 2 3 đây. À là mở giảm độ côn đó hả? À. Nhanh quá, lặp lại. Bây giờ anh mở cho em 10 nấc này. Chia cái 3 nấc hồi nãy thành 10 nấc. À nó chậm lại đúng không? Đúng rồi. Vẫn còn nhanh quá, làm lại. Thôi, hồi nãy 3 nấc thì mình mở vậy, còn 10 nấc thì phải li ti hơn nữa. Hiểu. Nhưng mà như anh cảm giác ví dụ như mình đạp hết cái gì nè, mình mở hết ra mà nó còn cảm giác nó giống như nó chưa hết con, phải lùi cái chân lại. Không cần mở hết con, có nghĩa là gì nè, anh thấy nè, lưu ý anh nè. Bây giờ dưới đây là đây là cái sàn của mình, đây là cái sàn của mình đi. Ừ. Đây là cái hết cái chân con của mình, đạp từ trên đạp xuống, đúng không, từ đây đạp xuống. Nhưng mà cái đoạn chỉ có đoạn giữa này á, là nó mới có tác dụng thôi, cái đoạn giữa này nè. Chứ không cần phải đạp hết thiệt mạnh vô đúng còn không? Không, mình phải đạp hết mạnh. Tại vì mình đâu có biết nó nằm ở đoạn nào, làm sao anh xác định được cái đoạn này.
Hiểu. À, thế làm sao mình phải xác định được đoạn này? Xe của mình thì mình quen rồi, mình xác định, còn lên bất kỳ chiếc xe nào đều phải cắt xác con hết. Khi anh không cắt xác con thì vô số rất là khó. Ha. Rồi thì hai cái độ này là hai cái độ rơ. Cái độ rơ. Đúng không? Cái độ rơ. Đây đây là độ rơ thôi. Đúng không? Ở giữa này nó thật ra nó mới có cái độ tác dụng của cái con này. Ha. Rồi, anh cứ làm đi, làm 10 lần đi. Từng mắt nhỏ. Nhanh quá. Chậm lắm. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ tới cái cách chỉnh chỉnh em sẽ làm cái khẩu cho anh xem trước. Cái việc này là quan trọng không kém đây. Bây giờ mình sẽ chỉnh đèn, rồi mình sẽ chỉnh chiến hậu. Ha, việc chỉnh chiến hậu là cái việc rất là quan trọng. Mình lên xe mình ngồi thì mọi người sẽ ngồi một tư thế ngồi khác nhau, có người cao, người thấp, người ngồi cả số người ngồi xa. Thì cái tư thế mắt mình sẽ chỉnh những cái kiến như thế nào có thích hợp, thì đây là một phần chỉnh kiến đây à, left right nè, cái phải đó, cái phải nè. Rồi ví dụ giờ em gạt cái cần này qua bên phải thì đây là bốn cái hướng để chỉnh cái kiến, thì mình chỉnh làm sao mà để khắc chế cái điểm mù nó tốt nhất ha. Thì bây giờ đó, mình chỉnh kiến hậu làm sao đó mà cho cái thùng á nó cái thùng xe của mình á là chỉ chiếm một cái diện tích nhỏ của cái kiến hậu thôi. Đó, giống như thế này. Xe đúng không? À cái thùng xe sao đuôi sao hay xe mình đó. À hiểu rồi. Chiếm từ 1/3 ở chiếm từ 1/5 tới 1/4 của cái phần kiến thôi, anh thấy không? Ừ. Thấy không? Rồi tương tự kiến hậu thì mình cũng sẽ chỉnh làm sao đó mà cho đó là cái độ nhìn đó là rộng nhất ha, vừa tầm mắt với mình. Rồi. Bây giờ là mình sẽ gạt qua bên trái để mình chỉnh kiến trái bên trái. Đó như thế này á là chúng ta sẽ thấy là cái thùng nó chiếm diện tích của cái kiến quá lớn, thì mình sẽ mở ra để mình khắc phục những cái cho cái điểm mù nó ít lại. Đó như thế này sẽ là thích hợp.